Ronaldo đáp trả chỉ trích anh hết hơi. Cristiano Ronaldo đã mạnh mẽ đáp trả lại những người chỉ trích anh sau khi giúp Al-Nassr đánh bại Al Ahly Saudi với tỷ số 4-3 trong trận cầu gần nhất ở giải Saudi Pro League. Ngôi sao người Bồ Đào Nha gia nhập làng bóng chuyên nghiệp Saudi Arabia Al-Nassr vào tháng 1 năm 2023, sau đó nhiều người đã chế giễu anh, cho rằng thời kỳ đỉnh cao của Ronaldo đã qua. Mặc dù cầu thủ 38 tuổi này có thể đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp, nhưng mùa giải đầu tiên của anh vẫn khá ổn khi ghi 14 bàn trong 19 trận đấu ở các giải đấu khác nhau. Cristiano Ronaldo trở lại mạnh mẽ hơn trong mùa hè này, với 6 lần chọc thủng lưới đối phương giúp Al-Nassr giành chiến thắng ở Arab Club Champions Cup. Trên đá tiếp tục nổ súng, anh lập một cú đúp xuất sắc để giúp đội của mình đánh bại đối thủ Al Ahly với tỷ số 4-3. Ronaldo nói với các phóng viên sau khi Al-Nassr giành chiến thắng, họ nói Ronaldo đã chấm dứt và hết thời, nhưng không phải vậy. Tôi muốn chứng minh cho những người chỉ trích tôi là sai. Tôi sẽ tiếp tục chơi cho đến khi đôi chân tôi nói, Cristiano, tôi đã mệt rồi. Tôi vẫn còn nhiều điều để làm trong bóng đá. Chưa bao giờ tôi nghĩ về việc dừng chơi bóng. Tôi vẫn yêu đá bóng và thích ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Trong tôi luôn có niềm đam mê chiến thắng. Nhiều người nói tôi đã hết thời, nhưng tôi vẫn đang thể hiện cho họ thấy rằng không phải vậy. Tiền đạo giành quả bóng vàng 5 lần đã bắt đầu mùa giải này với một phong độ xuất sắc khi ghi được 9 bàn và 5 kiến tạo trong 8 lần ra sân. Các màn trình diễn của Ronaldo cho thấy dù anh đã qua đỉnh cao, nhưng vẫn giữ được phong độ cao giúp siêu sao Bồ Đào Nha trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục thi đấu cho Al-Nassr vào ngày 25 tháng 9 ở trận đấu vòng 32 cúp nhà vua gặp Uhud. Đội bóng của anh đã giành chiến thắng thứ 7 liên tiếp trong tất cả các giải đấu. Còn trong trận mới nhất thắng Al Ahly 4-3, chính Ronaldo đã mở tỷ số ở phút thứ 4, đưa bóng vào góc dưới bên phải vượt qua sự cản trở của Edouard Mendy. Anh có cơ hội hoàn hảo để ghi bàn thứ 2 vài phút sau đó khi một cú sút trước cầu môn nhưng chỉ đưa bóng vào cột dọc. Ederson Talisca ghi bàn ở phút thứ 17 để nâng tỷ số lên 2-0. Frank Kessie rút ngắn cách biệt cho Al Ahly ở phút thứ 30 trước khi Talisca ghi bàn thêm một lần nữa để đưa Al-Nassr dẫn 3-1 vào giờ nghỉ giữa hiệp. Ronaldo đã hoàn thành cú đúp của mình ở phút thứ 52, chỉ sau 2 phút sau khi Riyad Mahrez thực hiện quả phạt đền thành công. Ferhat Andrikin ghi bàn vào phút thứ 87 nhưng Al-Nassr đã duy trì chiến thắng 4-3. Cristiano Ronaldo có một màn trình diễn xuất sắc và được chấm 9.1 điểm bởi hệ thống Footmob. Anh